Xin chào quý khách, đây mình sẽ giới thiệu mẫu ghế xếp mà ngả thành giường, vừa ngồi vừa nằm thư giãn và có thể nằm thành như một chiếc giường luôn. Sumika model 168, giá công khai 1.290.000. Bây giờ mình sẽ nói sơ sơ về cái ghế này. Đây là cái ghế, nó có khung bằng thép, thép sơn. Quay gần cho anh em xem. Thép sơn này. Đó. Đây là cái khóa. À, khóa nó nằm ở trên hai cái tay này nhé. Đó, mình có thể tùy chỉnh. Đó. Nhấc lên nhấc xuống này. Đó. Đó. Anh em có thể tùy chỉnh nhé. Chỉnh làm sao để cho nó nằm thành như một chiếc giường này. Đó. Đó. Máy quay có thể quay để cho quý khách nhìn thấy như một chiếc giường. Như một chiếc giường luôn, nó song song với mặt đất gọi là chiếc giường. Đầu thì mình sẽ tựa vào đây, còn hai cái tay này mình sẽ để như thế này. Đây là phần để chân. Khi mà mình muốn ngồi thì mình sẽ nâng nó lên, nâng lên này, nâng theo từng cấp độ, nó sẽ tự khóa lại. Rồi, khi mà mình muốn ngồi thì mình hạ lại xuống. Ok, chân mình sẽ để dưới này. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay về phía đằng sau. Mọi người dễ nhìn hơn. Đây, cái tay này khi mà mình muốn ngồi thành giường thì cái này nó sẽ tựa xuống đất nhé. Giới thiệu thêm chi tiết một xíu nữa cho mọi người xem. Đó, đây. Dễ không? Rất dễ sử dụng. Xoay một vòng này. Đây là sao rung người thật, việc thật của Subica. Quý khách mua hàng cứ vô tư nhắn tin và địa chỉ hoặc là gọi điện để công ty chúng tôi ship tận nhà, kiểm tra đúng hàng sẽ thanh toán tiền. Như một chiếc giường vừa ngồi vừa nằm thư giãn, xem tivi, dùng cho mọi lứa tuổi, người già, trung niên, thanh niên. Anh em có thể ngồi nằm thư giãn để xem bóng đá hoặc là mùa World Cup sắp tới, xem đã lắm, nằm sướng lắm, êm lắm. Ngoài ra thì Mika sẽ tặng kèm một cái khay, đây, kèm một cái khay để ly. Đây là cái khay để ly. Và tiện đây mình sẽ hướng dẫn luôn cái cách gắn cái khay này khi mà quý khách nhận hàng nhé. Thì đầu tiên này, mình sẽ gắn bên kia hoặc bên này, bên trái bên phải đều được hết. Thì mình nhìn cái chữ nào, chỗ nào mà nó có cái chặng ba này ha, nó nằm ở phía dưới cái tay này. Đây chặng ba này có cái thanh ngang này này. Đó. Mình đưa đây, mình đưa hai cái khe này đưa sát lên trên này, mình kẹp xuống cái là xong. Đưa lên trên sát cái này này, thấy không? Đó, đưa lên cái mũi chữ A này này, đây cái mũi này này, và đưa nó xuống, lấy ra thì đưa lên trên lại. Đây mình cứ tưởng tượng là như này, nhẹ nhàng. Đó, lấy ra này, đưa lên lại rồi rút ra. Đây mình dùng cái gọi là cái cảm biến ở trên to, ở dưới nhỏ. Đó, ở đây ở trên nhỏ, ở dưới to thì nó sẽ vào thôi. Chỗ này là cái để cái ly nhé. Đây là quà tặng của Sumika. Rồi, cảm ơn cái khách hàng đã theo dõi Subica với mẫu ghế 168, ngồi nằm thư giãn và có thể là biến thành một chiếc giường, giá chỉ có 1.290.000, miễn phí ship toàn quốc. Hãy nhanh tay đặt hàng để chúng tôi phục vụ tận nhà. Xin cảm ơn quý khách.